đây nhá, số chít đây là số chít của Điện Biên này, số chít đông trùng hạ thảo Việt Nam này. Hôm nay tôi sẽ lấy cái số chít này về cho cá ăn nhé, cá tai tượng thì tôi ăn lấy nguyên một bao luôn. Đây, đây một bao về cho nó ăn dần luôn. Đấy, con sâu chít nó trong cái que này này, con này gọi là đông trùng hạ thảo Việt Nam ấy. Còn bác nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì lên Google, à vào YouTube xem search cái sâu chít của Hoa Ban Food ấy, bác Tân Hoa Ban Food bác sẽ nói rất kỹ về cái công dụng của con này luôn. Ai cần thì có nhu cầu sử dụng con này thì cứ liên hệ tôi có luôn nhá. Bây giờ mình sẽ chẻ cái cây để lấy chít ra cho cá ăn nhá. Đây, mỗi bữa ăn một bó này. Cắt đây. Đây rồi chẻ con này này. Đấy, sâu. Con này cứ vứt đây rồi vì nó không bò, nó không sợ bò mất đâu. Các bạn trẻ này trẻ cẩn thận nhưng mà nó cắt con sâu nhá. Ok, này cắt một người rồi, vẫn ăn được. Này tạm thời mình chẻ được đây con á, cá ăn cái này mà nó rất màu lên đẹp luôn. Cá rất là sung.